thể nói chưa được điều gì, tất cả chỉ là con số và giả thuyết. Nên là chúng ta phải chờ ít nhất là 3 trận đấu để có thể biết được kết cục của trận đấu này là như thế nào. Sau trận đấu này sẽ là cuộc đối đầu của điểm có sự có mặt của Lý Văn Phương, Lý Văn Trường đối đầu với Tú MC và Lê Đức Thuận. Lại trận đấu thứ hai, nhà bạn xem live cho anh xem một like, chia sẻ và đăng ký kênh để được thông báo khi có những video mới ở trên kênh. Hiện tại thì sau đó các bạn làm cái video thì đẹp là các bạn có số 100.000 để có thể ít nhất là có được cái nút bạc để làm kỷ niệm chương rồi. Thế nên những cái chia sẻ, những cái chúc tay của mọi người sẽ là một hành trang, sẽ là một cái gì đó cực kỳ có ý nghĩa đối với anh em. Anh đang tặng cho anh có đôi 301 màu trắng trắng, rất nhiều, 12 thành viên của hai đội bóng thì đã có đến 8 đôi sao vàng rồi. Chúng ta để thấy được sao vàng đang ngay một đẳng cấp hơn. Và ở giải đấu này thì công ty sao vàng là đơn vị đạt cờ chính thức của giải đấu này, toàn bộ cúp cờ huy chương, cờ giải cũng như là giải thưởng cá nhân cho những đội binh xuất sắc nhất của giải đấu, như là tổng thể của bóng vô địch và cả hai đội quân nam nữ đều sẽ được tặng quà từ công ty sao vàng. Hai đội cầu thủ sao vàng chào tất cả các bạn đến với buổi chiều hôm nay. Trận đấu diễn ra giữa đội xã Trọng Hóa và xã Hòa Hợp. Không ăn mẻ lắm đâu em ơi. Trận đấu thi đấu trong 5 hiệp diễn ra thẳng 3 bên này thắng cuộc. Nó không dùng được à? À cái này anh muốn đọc comment là anh phải lấy một máy khác, không đọc được comment đâu. Xin chào con này, xin chào bạn yêu nhá, bạn yêu một ngày vui vẻ. Lịch mới rồi mọi người ơi, lịch là đã thay đổi nhá. Lịch ở ban tổ chức năm là không chính xác đâu. Lịch mới rồi. Rồi rồi. Một phá khởi động vật 2 mét của Evando.
chiều hôm nay ở trong nhà thi đấu của chúng ta có 2 trận. Và ngoài trời 2 trận. Liên tục là những pha khởi động vạch 3 mét của hai đội. Lịch mới được quý vị nhá. Không phải là lịch cũ đâu, lịch mới rồi. Hai đội đổi chiêu khởi động. Cái này mình sửa nó được không? Cái đấy hỏi anh Bèn với YouTube cháu không không. À. Chứ hỏi anh Bèn. Bên những cái này nữa mình sửa thì sửa chỗ nào? Hay là phải đợi phạt xong là mình mới sửa? Sửa thì anh phải tải tải Google Chrome. Anh tải ứng dụng Google Chrome ấy, rồi lái máy thế đó, rồi lái máy rồi đưa đây máy vô. Vô. Anh phải tải ứng dụng Google Chrome vào. Tải đi. Đấy. Không Google Chrome cơ. Cái này này. Này Chrome này này iOS chưa tắt đã tải được đâu. Đây, anh vào tải Google Chrome kiểu này anh quên cầm cho khá là nhiều tiền anh em ạ. Nghe bảo là gần 3.000 đô quý vị. Tải về mở đi. Có mỏ hồng anh em nhá, có mỏ hồng. Đây. Thêm cục đăng ký. Anh nhập cái tài khoản YouTube của anh vào đó. Vẫn có chứ. Có đồng ý. Đặt là Mạc Đình. Rồi như anh vào đó, đó. Đó. Không, anh phải vô Google cái này, Google cái này đây. Chuyển khoản cái. Không, anh đừng có vô, trong cái kênh anh vô cái giao diện chặt Google Chrome mới khoan nó vô TikTok, anh vô cái Google Chrome á. Vô cái cây anh mới tải về á. Chứ đừng có vô nữa, anh vô cái chỗ mẹ anh vừa mới tải về mà rồi. Thôi đèn sóng thôi sửa được. Của anh nào được, của anh hát nó có cái như em, ví dụ của em nó thế này, nó có nhá. Là ra thế này, là sóng có cái cây, tôi cây đi cho chuyển sang trang web cho máy tính này. Là mới được, là chỉnh được luôn, không có chỉnh. Chào các bạn, hai đội làm thủ tục để chuẩn bị thi đấu và bên phía tay trái màn hình các bạn là đội Xã Trọng Hóa mặc áo vàng. Có ai hát đâu bạn?
nghe cho rõ rồi hãy nói bạn. Quận Xanh và bên phía tay phải màn hình các bạn là đội xã Hòa Hợp mặc hết cho cố vào trời áo đánh đổ quần đen. Hai đội thi đấu trong năm hiệp. Sao hở cái là cứ vào cắm thế bạn. Quá nhiều sao bạn. 1. Hơn 2.000 thôi. 2.000. Lúc sáng mỏ thắng 3-0 mọi người. Lúc sáng mỏ Hồng thắng 3-0 nhá. Trọng tài đang kiểm tra đội hình để chuẩn bị bước vào thi đấu. Ngoài trời nắng nóng và chưa đánh anh em ơi. Ngoài trời lịch phải là 3 giờ. 3 giờ tập trung cần phải hơn 3 rưỡi mới đánh. Nhưng ngoài trời 40 độ C anh em ạ, đánh sẽ nguy hiểm đến thể lực cũng như là sức khỏe của các vận động viên quý vị. Cho nên là chưa đánh đâu quý vị. Anh em ơi chia sẻ cho chúng ta nào. Trận đấu sắp bắt đầu rồi, anh em vào xem lại ổn định chỗ ngồi để chúng ta chia sẻ nào. 683 anh em đang xem rồi, cảm ơn 137 hãy bấm tay của mọi người. Người đừng quên là đem vẫn phân bố dài 63 quý vị nhá. Xin chào tất cả các anh em đang xem, các anh em đang xem. Bấm cho mình xin một like và một chia sẻ và một đăng ký kênh mới ủng hộ kênh. Cảm ơn các bạn. Ngoài trời không ai quay được đâu anh em ạ, nắng lắm. Ở trong nhà có trò mà còn khó quay chứ đừng nói là ở ngoài anh em ạ. Trò thì chạy hết công sức rồi anh em. Trọng tài đang kiểm tra đội hình để chuẩn bị bước vào thi đấu. Có một chị khán giả ngồi trong nhà mà còn ngất đi mọi người. Ngồi trong nhà mà có một chị khán giả còn ngất kìa. Trận đấu bắt đầu. Bên phạt bóng là bên Trọng Hóa. Hòa Hợp chuẩn bị. Mọi người ở đâu Nghệ An? Chị vào đây cũng xa đấy quý vị. Trận đấu bắt đầu và bật bóng của Lê Công Tuấn Huy. Bàn bắt của 1-2 của Hòa Hợp. Tốt, tấn công cho Hòa Hợp. Cầu này thì Thanh Tuấn Huy với Evado. Trong khi đó Nguyên Vũ đi với Lê Công Tuấn Huy. Tấn công cho Hòa Hợp. Và tấn công chưa có điểm. Thủ bóng tốt. Evado vẫn chưa có được một bàn dứt điểm. Điểm 1-0 cho Trọng Hóa. Đây là cả hai đội bóng nằm ở bảng D. 1-0 với Biên Phòng và Minh Hóa. Hai trận đấu buổi sáng thì hai trận đấu đầu tiên là qua tên Minh Hòa và Biên Phòng rồi. Đây hai thì đội thua ở trận đấu lúc sáng đối đầu với nhau. Và mục tiêu không gì khác đó là một chiến thắng. Ba thì có đây. Hợp đánh bóng tốt, điểm 1-1.
này không có Trần Anh Thiện đâu quý vị. Ôi anh bóng viên tài chân nên anh bán cho lại nhà. Em cảm ơn anh nhá. Biết thế thì đã khoan đã mua. Em vừa mua hai chú cho lại. Biết anh có thì đã hơn được rồi. Văn Đô đánh bóng tốt, điểm dân tộc hóa 2-1. 2-1 được quý vị. Hà Giang đánh cho thì đánh Kỳ Đạt và đánh vào tối ngày hôm nay trận 2 anh em ơi. Bỏ sáng sáng 3-0 nhá. Thì trận 2 là Đinh Văn Phương, Lý Văn Trường đối đầu với Tú MC và Lê Đức Thuận. Tốt, điểm. Điểm hòa âm, 2 đều. Bỏ sáng mai đánh tiếp quý vị. Bỏ sáng mai đánh tiếp. Ok, cảm ơn bóng viên Tài Trần nhá, cảm ơn anh. Được tặng luôn thì lại quá là tuyệt vời rồi. Ôi, thủ bóng ra ngoài. Và tấn công rất mạnh của em Văn Đô bên phía Cộng Hòa. Điểm cho Cộng Hòa 3-2. Từ Thanh Tuấn đánh trận đấu vào lúc khoảng 8 giờ tối anh em ơi. Từ Thanh Tuấn, Lê Trung Thành đánh cho Thị Trấn Phi Đạt. Hơn đánh bóng tốt, điểm 3 đều. Trận đấu này thực sự là khốc liệt. Trận nào cũng sẽ thi đấu 5 set quý vị nhá. Trận nào cũng sẽ thi đấu 5 set. Tắt ra. Điểm cho hòa hợp 4-3. Hòa hợp đã dẫn trước 1 điểm rồi. Và phạt bóng của chú công Thanh Tuấn, chàng trai rất tài năng của bóng viên Đà Nẵng, bóng viên Hội Đà Nẵng. Một quá tốt của Văn Trí, bóng viên cho Evado. Thủ bóng tốt. Sau đó là một pha phối rất khó của số 3 dành cho đồng đội. Tiếp tục là Evado. Bóng vẫn còn. Điểm 4 đều. Thấy bóng 3 mét không ạ? Điểm 4 đều. Bóng thẳng vào vạch 3 mét. Bóng cắm ngay vạch 3. Cắm thẳng vào vạch 3 mét luôn. Thôi được rồi. Anh em mang mình chỉnh lại anh em ơi. 2m7 quý vị. Điểm hòa hợp 5-4. Lịch mới rồi. Anh có cái ảnh mà nó có cái trừ của anh Chen được không? Hả? Anh có cái bằng điểm hòa hợp 6-4. Lịch này mới là lịch chuẩn anh em nhá. Đây lịch này mới là lịch chuẩn này, trước màn hình hậu bang. Trước màn hình hậu bang ạ. Được chưa? 1-2-3. Rồi bang vừa gửi lịch mới cho quý vị đấy. Phạt bóng ra ngoài đổi điểm cho Cộng Hòa 5-6. Vừa gửi lịch mới rồi đấy, anh em xem lại nhá, lịch mới rồi. Một hay của Nguyễn Vũ. Hợp đánh bóng ra ngoài, điểm 6 đều. Thanh Tùng 3 giờ anh em ơi, 3 giờ đánh ở sân ngoài trời quý vị. 3 giờ và đánh ở sân ngoài trời. Đánh bóng không vượt qua hàng chắn lên không Tuấn Huy của Nguyễn Vũ Hoàng. Đánh số 7. Đánh bóng tốt. Đổi điểm cho hòa hợp 7-6. Không anh em ơi, lịch
lịch mà em mỏ bàn đánh ở ngoài chân ngoài kia nhá. Câu trả lời không có đánh bóng tốt, điểm 7 đều. Không có giờ đâu anh em ạ. Nếu xong trận 1 thì sẽ là trận 2 thôi. Không có giờ đâu anh em. Đến giờ mà người ta đánh chưa xong thì cũng làm sao mà đánh được. Và đội lắp của Lê Công Tuấn Huy chân quá vượt lên 8-7. Giải có Ngọc Quân và Phạm Văn Hiệp thi đấu từ bên phòng bạn nhé. Không ai quay được sân ngoài đâu quý vị. Bóng ngoài sân, điểm cho Cộng Hòa 9-7. Giải này hết ngày 23 anh em ạ. Hết ngày 23. Hôm nay mới là ngày đầu thôi quý vị, dành 4 ngày. Có 15, có 14 đội và lấy 8 đội vào đánh tứ kết. Chắn bóng tốt, đổi điểm cho Hòa Hợp 8-9. Lần thứ hai Đinh Văn Phương, Lý Văn Trường đối đầu với Tú MC và Lê Đức Thuận. Anh em ơi, mình xin phép đọc điểm bằng mồm cho mọi người nhá. Không biết cái bảng điểm nó như thế nào mọi người ạ? Không hiểu luôn. Số 8-9 rồi. Bên lái còn thấy rõ không anh em ơi? Không trả lời nào. Lê Đức Huy thành công xuất sắc, điểm cho Cộng Hòa 18. Quy Đạt 8:30 tối quý vị. Quy Đạt gặp đội không thuê đâu. Gặp đội thua Mỏ Hồng buổi sáng. Thằng tiền chính công an huyện. Cây nhà là vườn không thuê ai anh em ạ. Câu trả lời nào. Lỗi thứ hai, lỗi dính bóng. Điểm cho Cộng Hòa 11-8. Điểm cho Cộng Hòa 11-8. Tấn công Hòa Hợp, thủ bóng tốt của Trung Hoa. Vẫn chỉ đánh bóng ra ngoài, đổi điểm 9-11. Em gỡ đi, em tắt, em như muốn lên đúng không? Em tắt, tắt cái bảng điểm trên máy đi, rồi bấm lại. Điểm cho Cộng Hòa 12-9. 12-9 ok anh em ơi, được rồi các thầy ơi. Trời ơi, phải nhờ thầy cứu anh em ạ, thầy vàng. Hợp đèn bóng nước ngoài, điểm cho Cộng Hòa 13-9. 13-9 cho Cộng Hòa rồi. Không có Đinh Văn Huy anh em ơi, chúng ta tập trung vào trận đấu được không ạ? Bởi vì thông tin về giải đấu này đây là có một cái clip rất là chỉnh chu ở trên kênh. Anh em có thể vé đó để đón xem anh em. Hạn chế hỏi lại. Thủ bóng tốt. Không trả lời thì anh em bảo là không tiêu. Nhưng trả lời thì đang rất mệt anh em ạ. Tấn công cho Hòa Hợp. Đang rất mệt, đang chỉ tập trung vào trận đấu thôi ạ. Em vẫn đưa chặn bóng. Chúng ta đang xác định bóng ngoài sân hay trong sân. Điểm cho Hòa Hợp. Bóng ngoài sân và điểm thuộc về Hòa Hợp 10-13. Chia sẻ với mọi người toàn bộ trận đấu này đang trẻ đều phát trực tiếp ở trận đấu trong nhà. Bóng vẫn còn cho Hòa Hợp tấn công. Hỏi anh em nhé. Bỏ bóng vẫn còn. Trả lời thì không được mà trả lời lên bóng. Tiếp tục là một pha đánh rất tình 3 mét của Emmanu. Điểm 14-10. Như bom rồi, như bom rồi anh em ơi. Bom rồi trong sân. Mất hết vạch 3 mét rồi. Bật bóng ra ngoài, đổi điểm cho 11-14. Câu hay chiêu nhau là câu hổ lắm anh em. Nhưng mà không đỡ được.
Evan Hill. Bóng vẫn còn. Lỗi hai bóng. Đổi điểm cho Đồng Hóa 15-11. Evan Hill phạt bóng ra ngoài. Đổi điểm 12-15. Điểm Trọng Hóa 16-12. Bàn bóng rất khó chịu. Bóng được chuyền cho Nguyên Vũ. Không thể chiến thắng bàn trận của Nguyên Vũ Duy. 17-12. Điểm 17-12. Vâng, và như vậy là đây là lúc mà anh em có thể dành tặng cao để anh nhìn tại bóng tay miễn phí quý vị. Với cả anh em Vũ Hậu, những cái like, những cái chia sẻ của mọi người sẽ giúp cho trận đấu trở nên được nhiều người có thể được theo dõi hơn quý vị ơi. Hết chưa Huy? Và hai đội tiếp tục trận đấu. Điểm 17-12. Vậy như vậy là hết thời gian rồi, trận đấu của chúng ta tiếp tục trở lại. Điểm số là 17-12. Phạt bóng ra ngoài, đổi điểm chất hòa hợp 13-17. Thì Trần Huy cũng bán chắn rất tốt quý vị ạ. Họ chưa về nha, bán chắn rất tốt. Họ Hồng thắng một trận lúc sáng rồi. Đánh sau vai, chắn bóng tốt. Chắn đơn của Nguyên Tú. Tuấn Huy. Lê Công Tuấn Huy. Tuấn Huy đánh bóng tốt, đổi điểm cho Trọng Hóa 18-13. Điểm. Bóng vẫn còn, tấn công cho Trọng Hóa. Sau vậy, Evan Đô. Chưa có điểm. Bóng ngoài sân và điểm thuộc về Trọng Hóa 19-13. Rõ ràng thì áo vàng sẽ được đánh giá cao hơn các chàng trai của xã Hóa Hợp rồi. Quan trọng là các chàng trai Hóa Hợp thi đấu như thế nào mà thôi. Em một câu trả lời nữa dành cho đánh bóng ra ngoài, điểm cho Trọng Hóa 20-13. Hả? Cảm ơn. Điểm 21-13. Vậy là thêm một điểm nữa dành cho Trọng Hóa 21-13. Và Trọng Hóa có sự thay đổi người. Số 10 ra sân và số 1 vào sân. Ngoài bên này thừa đánh chứ quý vị. Bực 1 tốt. Đánh sâu vậy. Trận bóng ra ngoài của Trọng Hóa, điểm cho hợp 14-21. Vẫn chỉ đánh bóng ra ngoài, điểm cho hợp 15-21. Thủ bóng tốt. Hay như phòng thủ tốt của Hóa Hợp.
Châu đó vẫn là vẫn thủ vẫn tốt. Thanh Tuấn làm gì? Chưa qua được Lê Công Tuấn Huy. Nỗ lực của người đồng đội. Vẫn chỉ bóng vẫn tốt. Tốt điểm cho 16-21. Đó là chiếc kẹp của Thanh Tuấn. Của Thanh Tuấn vừa mới được thể hiện anh em ơi. Tuấn Huy thủ bóng tốt. Chưa có điểm của Tuấn Huy. Rồi, tiếp tục Tuấn Huy. Tuấn Huy đánh bóng tốt đổi điểm cho Đồng Hóa 22-16. Và Hòa Hợp xin hội ý lần thứ 2 trong sạch đấu thứ nhất và hình quyền hội ý. Giải đấu này còn 4 ngày thôi, còn chờ là không thể nói nổi đâu. Lượng khán giả đến sân rất đông luôn anh em ơi. Đã chật cứng sân nhà thi đấu. Từ giờ đến 28 ngày nào không có giải cả. Cả nhà bằng nước nha, nóng quá. Và hiệp chưa hủy, hai đội trở lại tiếp tục thi đấu sẽ đấu. Chắc là trong giải này cũng còn khá về thôi. Đuối quá đuối rồi. Điểm 22-16. Đang nó cũng đuối lắm rồi đây mọi người. Giải này khốc liệt, giải này trận nào cũng 5 tháng 3 ấy. Còn 3 ngày nữa. Evergo đánh bóng tốt, chạm chắn ra ngoài điểm 23-16. Bóng cho Trung Hoa, sau vai Tuấn Huy. Tuấn Huy đánh bóng tốt, điểm 24-16. Đổi điểm cho Hòa Hợp 17-24. Anh em mua cho một vài đôi giày thì có tiền, thì quay như thế này có tiền đâu anh em. Anh em mình có hiểu lầm. Quay như thế này chả có tiền đâu. Bỏ bóng tốt, điểm kết thúc 25-17 và kết thúc trận đấu thứ nhất. Với tỷ số là 25-17. Đồng Hóa thắng với tỷ số 25-17. Nếu mà quay như thế này có tiền thì giải nào cũng bèn cũng quay anh em. Có tiền chỉ khi anh em donate cho hoặc là nhận quảng cáo hoặc và hai đội đổi sân tiếp tục trận đấu. Lượng khán giả rất đông luôn anh em ơi. Xong thì có một mạnh thường quân này. Đấy, vừa nó lên cho mẹ 100k đấy anh em. Bét kêu, mèo mèo. Bét kêu, mèo mèo. Cảm ơn anh nhá, cảm ơn anh Tài Trần rất nhiều ạ. Cảm ơn anh về món quà của anh, cảm ơn anh rất nhiều. Chúc anh thật nhiều sức khỏe, may mắn và thành công ạ. Và donate thì anh em có thể donate vào cho tài khoản ở trên màn hình anh em. Tôi là quân đội 0974 947 741. Ôi mày nóng quá anh em ơi. Cho bánh chạy bây giờ. Cho bánh chạy nhưng mà hình như vẫn không đủ mát kìa anh em. Sợ chưa?
bắt nhau đủ bên kia ở đây vẫn phải cố gắng rất là nhiều. Nếu không có thể thua thì cũng có thể thua qua không, bây giờ vẫn cố. Em chào bầu nhá. Chứ bầu có đội em mát mẻ nhá. Nhưng bầu lại sướng anh em ạ. Bầu là miền Bắc truyền lắm. Nhưng mà giải này vẫn ngồi ra xem live qua đây bèm kìa anh em. Bầu đúng là bầu anh em. Làm cái gì cũng hợp lý. Và như vậy là chứng mắt của chúng ta sẽ là trận thi đấu thứ hai. Tiếp tục trận một thì Hoàng Bang ngày thắng lợi với tỷ số 25-17. Trận hai sắp sửa diễn ra rồi. Anh em nào chưa bấm tay thì cho mình xin một bấm tay nào. Cái bấm tay này là miễn phí quý vị nhá. Chỉ có anh em tặng quà cho mình thì mới mất tiền thôi. Hòa hợp có sự thay đổi người. Tình hình là con sò của anh Ngỏm Củ Tỏi đang ơi. Thế á? Đang dùng sò và nó vẫn báo quá nóng. Báo quá nóng là anh đổi sò. Trận đấu bắt đầu. Không phải như trận vậy. Trận đấu bắt đầu. Tiếp tục nào. Hòa Hợp phạt bóng. Trận đấu thứ hai quý vị nhá. Bắt đầu. Rất mạnh. Điểm cho Trọng Hóa 1-1-0. Hòa Hợp chẳng may mà đánh tiếp. Điểm phòng cũng vậy. Những giọt mồ hôi đang lăn tăn trên phần mặt. Cảnh bóng tốt, điểm 1-1. Trọng Hóa đánh bóng tốt, điểm 2-1. Trọng Hóa 2-1. Sao bầu đưa con trò lại gần đấy á, lại con đổi sang á. Vâng, bài như vậy là thêm một tình huống đánh bóng tốt, đổi điểm 2-2. Ok, thầy nó mất rồi đâu ơi. Ok, cảm ơn bầu nhá. Người ngồi ở trong điều hòa thì cái đầu mát nên là nhảy số nhanh anh em. Sao vì sao anh trả lời của Trọng Hóa rồi, 3-0. Vì sao anh Bèo? Anh Bèo ơi, hả? Vì sao? Nó nóng quá. Chắc là có sạc nãy anh cả sạc cả quay ấy. Đấy, như vậy là một pha xử lý ra ngoài. Bỏ bóng ra ngoài, điểm cho Trọng Hóa 4-3. Ngồi trong nhà mà còn không quay được thì ra ngoài trời làm sao mà quay quý vị. Mình thông cảm cho bèn nhá, bèn chịu á. Cái này bảo bèn ra ngoài nắng quay thì chịu đấy. Trời ơi, một quả nhảy vít. Vẫn còn. Hàng sau nào, xin quả hàng sau. Thành công, Tuấn Huy. Bóng trong sân, điểm cho Trọng Hóa 5-3. Giải Thanh Hóa mình cũng không rõ cho mọi người nhé. Giải mình đang làm đấy. À đúng rồi, không có cách chạm đâu bầu ơi. Cô là không có cách chạm đâu. Sau đó là pha và qua mạnh
bán bóng các loại đổi điểm cho hơn 4 năm. Của Tuấn Huy điểm chất Cộng Hòa 6-4. À, đi phi lô điểm anh em ơi, phi lô điểm, cái điểm đó thì đúng rồi. Phi lô điểm quý vị, xin lỗi mọi người. Phi lô điểm, cảm ơn phi mọi người đã nhắc nhở ạ. Cho đi mọi người. Cho đi mọi người. Điểm anh em ơi, xin lỗi mọi người. Cậu trả lời. Có điểm cho anh. Tình bóng tốt, đổi điểm 5-6. Ngọc Vũ support donate cho bạn ạ. À. Cảm ơn bạn Ngọc Vũ nhá. Tin nhắn trôi mất, bạn không biết anh em ơi. Lúc đó đang chỉnh cái quạt điều hòa. Như vậy thêm một cái ghi điểm nữa sẽ cho 6 đều. Anh em nào mà đốt đất cho đây bạn thì anh em nhớ là comment lên anh em nhá. Vì nhiều khi bạn còn phải check máy các kiểu ấy, nên là không đọc được tin nhắn. Bóng ngoài sân. Điểm cho 7-6. Chấn bóng ngoài sân, điểm cho Cộng Hòa 7-7. Tốt. Điểm cho hợp 8-7. Điểm với đối thủ, không thua đối thủ bao nhiêu đâu quý vị. Cụ thể trận 9... này thì là cuộc đua đổi điểm chỗ mãn nhãn. 98. Bạn Hải Đình Nguyễn đây, bạn nhìn bảng điểm màu vàng nhá. Câu trả lời của Evado. Quá mạnh. 9 đều. Điểm rất đồng hóa, 9 đều. Chắc chắn ra ngoài. Điểm cho 19. Chắn bóng tốt. Bóng vẫn còn. Bóng vẫn còn. Yeah.
ra ngoài. Đổi điểm cho Trọng Hóa 10-11. Đổi điểm cho Trọng Hóa 10-11. Đặt bóng chưa sang. Điểm cho 12-10. Chuyển hai tốt, không được rồi. Lỗi chính thống. 13-10, rất bất ngờ. Đội chân thì áo đỏ đang trở lại cùng đua. Quá hay rồi. Điểm 13-10. Vâng, và như vậy là Trọng Hóa đã phải xin tạm dừng trận đấu để tham ao. Lần tham ao mà họ đang để đối thủ nhận 3 điểm. Ok mọi người. Điểm cho hợp 14-10. Vâng, vậy là như vậy là mặc dù vừa phải đi xong nhưng mà chuỗi lên điểm của hợp vẫn cứ tiếp tục. Điểm số là 14-10. Sau đó thì ta đoàn thì chúng ta mới bóng ra ngoài. Điểm cho hợp 15-10. Thì bóng được đánh giá rất mạnh ở trận đấu này. Em có một trạng thái không tốt. Họ đang để ra sức trẻ của Thanh Quân và Nguyên Vũ dẫn lại 5 điểm. 1-2 của Tuấn Huy. Và đảo chiếu 15-15. Em có đốt đánh bóng tốt. Đổi điểm 11-15. Rồi trận công giao hợp. Trận bóng tốt. Điểm cho Trọng Hóa 12-15. 12-15 được quý vị. Bóng chưa sang, điểm cho Trọng Hóa 13-15. Và hội hợp xin hủy lần thứ nhất trong set đấu thứ hai. Lần tham ao của set đấu thứ hai. Thời điểm bây giờ chỉ còn 2 điểm thôi. Áo vàng vừa có được một lúc 3 điểm. Thank you.
Phạt cái ní hắn hiền biến đi hề. Có anh. Hắn hiền biến chứ tôi đi ôn ý. Không. Phải sống là hắn mới hiền á. À anh mà tải văn mê như em thì anh có ai đấy chứ. Hả? À, anh có chứ tôi có bình thường anh. À, xin lỗi các bạn nhé. 16-13. Điểm 16-13. Hòa hợp đã cắt được chuỗi lên điểm của áo vàng. Điểm 17-13. Được chị ấy, em mới đăng thì được. Nhưng mà thành tấn công chưa sang lưới. Điểm cho hòa hợp 18-13. Em mới đăng thì được kìa. Nhưng mà thôi, quay trên này có quạt nó. Một pha bay quê cứu bóng của libero rất tốt. Điểm cho Cộng Hòa 14-18. Được nhưng mà xuống dưới không có giáo gì ạ. Chặn bóng nước ngoài của Cộng Hòa. Điểm cho hòa hợp. À không phải, điểm cho hòa hợp 19-14. Khoảng cách 5 điểm lại được tạo ra. Khoảng cách 5 điểm, liệu Tuấn Huy và Evan Đô có san bằng được tỷ số hay không? Tuấn Huy! Bóng ngoài sân, điểm cho hòa hợp. Ngoài sân, 20-14. Một bất ngờ đã xảy ra. Vì trận chiến đấu kiên cường của hòa hợp ở trên này. Vì cho hỏng pháo Evan Đô và Lê Phương Tuấn Huy đang bị thịt ngòi. 20-14. Và xin hồi ý là cuối cùng mời. Bắt Đồng Hòa xin hồi ý. Cách biệt 6 điểm. Chiêu Huy, hai đội tiếp tục trận đấu. Vâng, trận đấu tiếp tục với một tốt của Evano. Còn Huy tấn công rất mạnh và bắn tay chặt ra ngoài. Điểm cho Đồng Hóa 15-20. Chặt bóng tốt. Điểm cho Đồng Hóa 16-20. Bất bại của hòa hợp. Điểm cho hòa hợp 21-16.
Với sân ngoài đi ạ. À, Duy Tuấn. Điểm 18-21. À, đáng lúc kêu là mình có lái Trần Bình Viễn và Hỏa Phúc bạn ơi. Tuy nhiên do lịch ban tổ chức thay đổi là đến lúc 13:30 là trời nắng quá nên mình có thay đổi vào lái ở trong nhà. Nên là Trần Bình Viễn và Hỏa Phúc là diễn ra vào lúc 15:00 nên mình vào lái trong nhà thi đấu. Rồi dính bóng. 23-18. Điểm cho Hồ 23-18. Evado. Em bóng chia sang điểm cho Hồ 24-18. Một tốt, Evado, chặn bóng tốt kìa, 25. Vẫn chưa đến tài trả, vậy là tài khoa 2 xét, hai đội đã hòa nhau 1 đều. Điểm. Chắc là đầu của chúng ta, phải như ta ít nhất là... Và 2 xét đấu là 1 đều. Phải như ta ít nhất là 2 xét đấu nữa. Vì tổng tỷ số sau 2 hiệp thì đang là 1 đều rồi. Tuyệt vời quý vị. Đảo lửa 7-3. Thì là quy đạt quý vị. Qua đồng qua cục hiệp. Hả? Không. Trời này không ai quay nổi ở ngoài trời đâu anh em ạ. À mình bóng lại đấy nó lú lại bạn. Mạng không ổn này anh em ơi. Anh em có thấy mạng ổn không? Nếu mạng ổn thế thì không được ok đâu. Muốn ngủ quá rồi mọi người, chắc là ngủ một giấc đã. Lượng khán giả đến sân rất đông anh em ơi. Ui, chào khán giả cái đấy. Chào khán giả đang xem live. Lái có thấy rõ không anh em ơi? Phía tay trái của chúng ta. Điểm số nó tiếp tục lên Đồng Hóa 1-0.
không phải Trọng Hóa. 1-0. Chân bóng tốt của Evano. Một pha lỗi đánh bóng chưa sang, điểm cho Trọng Hóa 2-0. Điểm 1-2 cho Hòa Hợp. Evando pha đánh bóng rất lực, điểm cho Trọng Hóa 3-1. Chặn bóng tốt, điểm cho Trọng Hóa 4-1. Để cho anh Toàn Huy thủ bóng tốt, tiếp tục tấn công cho Trọng Hóa. Evando đánh bóng tốt, điểm cho Trọng Hóa 5-1. Có vẻ như sân ở bên ngoài là căng thẳng hay sao quý vị, những ai đánh ở phần sân đó là sẽ dẫn được rất là nhiều điểm. Bóng vẫn còn, một pha thủ bóng của libero xuất sắc. Đây là một pha thành công rất uy lực của Hợp, điểm cho Hợp 2-5. Cầm sân của Hòa Hợp, cầu thủ mà mặc áo số 8, điểm cho Hòa Hợp 3-6. Nóng quá. Và như vậy là điểm cho Trọng Hóa 7-3 rồi. Nóng đến nỗi bây giờ tròn chạy trò còn không chạy nổi nữa rồi. Báo nóng máy liên tục. Hợp tấn công tốt, điểm cho Hợp 4-7. 4-7 rồi. Đăng ơi, thử đổi trò thử. Trò bên anh máy báo nóng quá, nơ luôn rồi. Đây vẫn mát lạnh. Bóng trong sân. Trò vẫn mát lạnh. Điểm cho Trọng Hóa
điểm giao thông hóa. Năm tám. Hàng sau vạch Everdo, cái hình vực quá cảm dẫn của Everdo. 300 trận 9 năm. 9 năm. Hàng sau quá kinh khủng và dã man. Everdo hiện tại năm nay 36 tuổi thôi các bạn nhá. Người đến từ Brazil. Và hiện tại giờ là đang thi đấu cho câu lạc bộ San Đẹp Khánh Hoa. Chặn bóng tốt của Toàn Huy. Điểm cho Đồng Hóa. Điểm cho Đồng Hóa. 10 năm. 10 năm. Công bò này vào chân cũng chạy ấy. Phải bấm, cái đấy phải bấm công tắc 3 lần. Điên à? Chạy không? Đổi dây, đảo dây đi. Đổi điểm cho hợp 60. Tuấn Huy đánh bóng tốt. 11-6. Vì do đấy phải đúng nguồn của nó thì nó mới chạy. Đánh bóng tốt. 7-11. Đây này, đây này. Đưa cục sạc ở đây nhanh. Phạt bóng chết sớm. Đổi điểm nhất tổng hóa 12-7. Chặn bóng tốt, bóng vẫn còn. Chưa. Hợp đánh bóng chưa sơn. Cái đấy phải bật nguồn đấy. Điểm 13-7. Phải bật nguồn 3 lần. Chưa. Everdo chặn bóng tốt. Quá xuất sắc của Everdo. Một pha chặn bóng rất đẹp mắt. Điểm 14-7. Chặn bóng chưa sang. 15-7. Điểm 15-7. Bên phía tay trái đang đưa lại may mắn cho các đội bóng. 8 điểm rất khó, trận đấu rất khó cho Hòa Hợp rồi. Và Hòa Hợp xin hủy lần thứ nhất trong trận đấu thứ ba. Không phải như vậy là đội bạn đã phải xin tạm dừng trận đấu để tham ao rồi. Bệnh viện làn được đánh anh em, làn được sẽ đánh sân ngoài trời ấy. Anh không lái nữa, do thay đổi chứ. Giờ thay đổi chứ không lái nè. Bên phòng Mai mày đánh tiếp anh em ơi. Sân ngoài trời thì không có ai lái nữa. Hết chưa hủy. Anh ơi tiếp tục trận đấu. Ông Evado này nghe bảo hài lắm anh em ạ. Kiểu như thằng Ken đấy. Bóng vẫn còn. Đánh bóng tốt của Evado. Của Evado. 16-7. Điểm 16-7. Nghe anh em đồn là trai này ngoài đời thân thiện lắm. Bảo là nó hài như kiểu thằng Ken đấy anh em ạ.
em bảo thế. Điểm cho Trọng Hóa 17 7. Vâng, và như vậy là tiếp tục điểm cho Trọng Hóa 17 7. Trọng Hóa chặt bóng ra ngoài, điểm đổi điểm cho Hòa Hợp. Còn hay hơn cả. Và Trọng Hóa đã cắt một chuỗi lên điểm của Trọng Hóa. Trong trận này Đinh Văn Phương và Lý Văn Trường đối đầu với Tú MC và Lê Đức Thuận. À, chúng ta hay một đội binh lên Trọng Hóa. Trọng Hóa đẹp bóng tốt điểm 18 8. Tên đội của màu hồng đó là Hồng Hóa. Hỏi sáng mai mà đánh cái gì ơi? Hỏi sáng thắng 3-0 rồi. Anh em hỏi nhiều quá nhờ. Không trả lời thì nghĩ về này kia, trả lời nhiều mệt quá. Không trả lời cô ở Trọng Hóa 19-8. Lời chăn lưới điểm cho Trọng Hóa. À, chúng bóng hay của Thanh Tuấn 9-19. Vâng, một trọng tài của Trọng Hóa rất tốt, vừa được tung vào sân. Trận là trận mổ thắng ha? Ba không. À, trận mổ không thắng à, bạn ơi. Vâng, một trọng tài của Trọng Hóa rất tốt, vừa được tung vào sân kìa. Hình rất sung mãn. Thế biết nhá, mổ không thắng nha. Lúc thắng 3-0. À, phản bóng tốt của đối thủ và một tay của Lê Công Tuấn Huy. Sau đó là tình huống nguy hiểm của số 10. 20-9. Khi trận tôi đánh trận thứ nhất em ơi. 13 anh em có thể cho like, một like, một nút chia sẻ nữa đi quý vị. Một nút like, một nút chia sẻ nào, tất cả hoàn toàn là miễn phí đâu quý vị. Đặc biệt là một chai nước, một cục đá nào, cho nó mát mẻ đi quý vị. Đuối quá đuôi quý vị. Nắng nhìn mà nắng khủng khiếp. Giải này mà đánh vào mùa đông thì đẹp. Nóng quá anh em ơi. Nóng lắm anh em ạ, à, trong nhà oi lắm. Quá mệt mỏi rồi. Trận đấu khắc nghiệt lắm anh em ơi. Sau giải đấu này thì điện thoại có lẽ cũng ném vào sọt rác. Ngày nào cũng từ sáng đến khuya thế này thì phạt bóng em bắt đầu rất căng. Từ đằng sau nào, sau bách em bắt đầu điểm cho Trọng Hóa 22-9. Bóng trong sân, điểm cho Hòa Hợp. Vâng, trả tay thì phải 12-2. Và đồ có quốc tịch của nhà Brazil anh em. Có xuất Đức, cái kia mà nhà Xuân Đức đánh cầm về quốc trừ quý vị. Máy nóng thôi anh em ạ. Bóng ra ngoài.
đổi điểm cho Cộng Hòa 23-10. Tuấn Huy chắn bóng tốt, điểm cho Hòa Hợp 12-23. Ok, xin cảm ơn anh Kim Dũng, cảm ơn anh rất nhiều. Tuấn Huy đánh bóng ngoài sân, điểm 13-23. Căng nhà còn trận đấu của Phương Lưu Đàn đó quý vị. Trả lời của Thuy 24-13. Điểm 24-13. Điểm 14-24. Chắn bóng ra ngoài, điểm 25-14. Vâng, và như vậy là kết thúc trận đấu. Chiến thắng lại gọi tên Cộng Hòa, tỷ số là 25-13, tổng 3 chép. Cộng Hòa đã tạm dẫn Hòa Hợp với tỷ số là 2-1. Hai đội đổi sân để tiến hành chép thi đấu thứ 4. Trận đấu mang tính chất bàn lẻ. Hai đội đổi sân tiếp tục sẽ đấu thứ 4. Còn nếu như áo vàng để cho áo đỏ thắng thì tất nhiên đổi chép 5. Đây là lúc mà anh em nào chúng ta chưa bấm tay cho ai đi vàng thì có thể tắt phần khúc chat và cho anh xin một cái bấm tay. Cả bấm tay miễn phí quý vị nhá. Chia sẻ với mọi người sau giải đấu điện thoại thì ném vào sọt rác hết quý vị. Chạy liên tục cả sạc cả quay từ 7 giờ sáng đến 9 giờ đêm, 4 ngày đi thông. Trời đó, thời tiết rất nóng anh em ơi. Ở trong nhà mà rất nóng thì ngoài sân thì còn nóng hơn gấp nhiều lần. Đang lạnh ở ngoài kia anh em ơi. Chắc là ngoài chơi phạt chắc là cũng khó lắm đấy. Ngoài anh em yêu mến thì có thể dành tặng cho anh em thêm cái like đi anh em. Cái like, cái chia sẻ. Đặc biệt là một ly nước mía nào. Tài khoản MB 0974-9477 nhọt nhọt. Một ly trà chứa thì cảm tuyệt vời. Hương 73 kìa anh em thấy cái biển đấy không? Anh em có đọc được cái chữ là Ủy ban Nhân dân huyện Minh Hóa không anh em? Ủy ban Nhân dân huyện Minh Hóa. Cao Minh Tiến rất nhiều nhá. Ủy ban Nhân dân huyện Minh Hóa này. Trong nhà còn không quay được thì vì ngoài trời quay kiểu gì được? Mệt mà mọi người ơi. Hai đội tiếp tục trận đấu thứ tư. Trò chạy còn không nổi đây quý vị. Này. Trò lạnh chạy không nổi đây. Đây. Trò lạnh chạy còn không nổi đây quý vị. Đây. Quạt điều hòa đấy nhưng mà máy không kêu anh em ạ.
trò này còn hơn bị đá. Nó so chạy cũng nổi. Chạy tiền dưng, đi dưng mày luôn. Của em thì không dừng đâu, nhưng mà nó đơi chứ iPhone là tắt luôn. Chạm bóng đá bắt đầu. Bóng vẫn còn. Không được, thì tỉnh táo của Văn Trí. Em vẫn đâu. Một pha đập chân của em vẫn đâu. Điểm 1-0. Đồng Hóa 21. Cái cổng đã ngoài điểm cho Đồng Hóa 3-1. Tốt, đổi điểm 2-3. Cần Quang Khơi gặp Văn Thành này ở ngoài trời anh em ạ, không ai quay nổ, không một máy nào chịu nổi quý vị. Điểm 3 đều. Điểm Đông Hóa 4-3. Đúng một tốt. Và tấn công tốt của Tuấn Huy. Điểm 2 điểm được tạo ra rồi. 5-3. Đánh bóng tốt. Đổi điểm 4-5. Bóng bên con. Cơ hội tấn công cho Hòa Hợp. Lỗi chạm lưới. Điểm cho Đồng Hóa 6-4.
về nằm căng cơ rồi em ạ. Nóng 5 tháng 3 khắc nghiệt lắm mọi người ạ. Chiều nay có 2 trận, tối nay 2 trận nữa nhé. Hợp đánh bóng tốt, đội điểm 5-6. Hay hơn cả chỗ 12 Nguyên Vũ cơ. Đi đôi giày sao vàng đời đầu của 401. Màu đen đỏ, đen trắng. Bóng này bây giờ khai tử rồi quý vị. Bền lắm, bóng này trâu. Quá trâu luôn. Câu trả lời cũng đi 7-5. Bóng tốt, đổi điểm 6-7. Có thể nói đây là giải đấu khắc nghiệt nhất của hội làng hề luôn anh em ạ. Đố giải đấu nào qua được sự khắc nghiệt của giải đấu này đấy. Đấy, sao vậy? Tuấn Huy chặn bóng tốt, điểm cho Hợp 7-0. Tuấn Huy bàn tay nhắn ra ngoài, điểm cho Trọng Hóa 8-7. Và phá giá thành công. Rồi điểm 8-7. Mẹ không biết là Tào đánh nào, đánh cho em nào anh em ạ. Chưa được quay trận đầu. Và bắt đầu này của em nào đâu. 9-7. Điểm 9-7. Điểm 8-9. Còn giống bài 4 Trần Phong Hơi đánh cho em. À giờ nay chắc em đánh ngoài sân ngoài trời thôi em ơi. Đáng lẽ ra là chiều nay anh phạt tận bệnh viện Quang Khuê về Thanh Tung. Tuy nhiên theo giờ là 13:30 thì mình có lên sân thì có điền bên ban tổ chức có bảo là thay đổi lịch thi đấu của trận bệnh viện tại vì trời thời tiết nắng quá nên mình không thể lại trận bệnh viện được vào lại trong nhà thi đấu. Evando tấn công tốt, điểm rất đồng hóa 11-8. Bóng tốt, điểm cho Hợp 9-11. Bệnh viện đang đánh ở ngoài trời rồi anh em. Thanh Tùng Quang Khơi đang đấu Văn Thành và Ngọc Trí ở sân số 1 ngoài trời. Nội Bình tuyệt vời, 12.
bóng tốt, điểm 12-9. Biển cao thì đô nó găm ngon lắm. Để xin nhắc lại một lần cuối cùng là trong trận này Tú Nam Chi, Thuận Hà Nội sẽ gặp Phương Lưu Đàn và Trường Hà Nội. Hết anh em nhá, đừng có hỏi nữa. Quá đánh chặt. Bay ra đúng hay trong ra chị? Điểm cho Trọng Hóa. Không ai quay nổi trận. Và mở hợp xin hủy trận hủy đất trong trận đấu thứ tư. Báo nóng máy và sập nguồn liên tục. Thì ở bên ngoài quay kiểu gì anh em? Không quay được kiểu gì đâu. Thở còn không được chứ đừng nói là cầm máy quay quý vị. Đắng quá các thầy ơi. Nếu anh em ở gần thì chỉ có đến sân mà xem. Chứ ở nơi khác mà muốn xem trận đấu ở ngoài là không thể đâu quý vị ạ. Không có ra đây là có thể tác nghiệp được. Nga thi đấu luôn anh em ơi. Thời tiết gà rất đông, mặc dù thời tiết rất nóng. Mọi người ơi, cứu anh em ngủ gần đây. Mọi người luôn ủng hộ giải bóng Kinh Hóa. Mèo mèo. Lượng khán giả đến sân rất đông. Và năm nào cũng vậy. Lượng khán giả người dân hâm mộ bóng chuyền của Kinh Hóa rất hâm mộ về môn bóng chuyền. Dùng máy quay chuyên nghiệp mà đọc mạng thì cũng không quay được đâu anh em ạ. Quay thường thôi. Đây là pha tấn công. Pha tấn công đầy uy lực của bên số 8 bên Hòa Hợp. Nổi điểm 13. Đây này được chuyền bóng nhiều hơn ngoài mình. Khán giả cũng phải công nhận điều đó luôn. 13-10, có ai biết chàng trai thi đấu hay nhất trong màu áo nội binh của Hóa Hợp tên gì không nhỉ? Oh! Ecuador bỏ bóng tốt, đội điểm đến Hồng Hóa 14-10. Đàn giám bỏ bóng 3-0, đội bàn không thuê ai. Ở công an huyện không thuê ai đâu anh em ạ. Họ chỉ tham gia để học hỏi kinh nghiệm thôi. Đô. Quá ba nhảy phạt bóng ăn điểm ghi điểm được điểm từ Evando. Điểm 15-10. Evando 15-10 cho Đô. Xóm tự làng với cả Ronaldinho này, Neymar này với cả Nô Béo. Không thấy quả bóng luôn này. Siêu xa rồi là quay lại mà không cả đấy anh em. Như một tia chớp luôn. Sợ thật. Quả nữa. Trời ơi. Tiếp tục là một pha ghi điểm được tiếp thì Evando. Điểm 16-10. Đô đây anh em. Evando anh em ơi. Hai pha ghi điểm từ nhảy vịt của Evando. Đinh Văn Đô. Tiếp tục là quả thứ ba. Được một tốt. Được. Ngoài điểm. Điểm cho Đồng Hóa 17-10. Một người con Hồ Văn Đô. Đinh Văn Đô. Minh Hóa là Hồ nha. Xem nó tung bóng này. Lên mái nhà. Lên mái nhà chơi. Đây. Ôi. Đinh Văn Đô. Bóng vẫn còn. Đinh Văn Đô không phải. Thủ bóng tốt. Thanh Tuấn. Chắn bóng tốt. Điểm. Điểm cho Trọng Hóa. 18-10. 18-10 cho Đinh Văn Đô. Tiếp tục là Đinh Văn Đô. Nghe bà con bảo Trọng Hóa họ Đinh nhiều hơn là họ Lê anh em ạ. Anh em bảo là họ Đinh nhiều hơn là Lê, cho nên bèn mới đọc là Đinh Văn Đô. Hồi đầu bèn đọc Lê Văn Đô. Trong chân. Chúng ta chưa xác định được bóng trong sân hay ngoài chân. Anh Tài sai rồi. Anh Tài nhìn không kịp bóng ngoài. Bóng trong sân. Điểm. Chờ quá đẹp.
và có một ghi điểm trực tiếp của Everton. Rồi. Bóng ngoài sân. Một chuỗi lên điểm từ Everton nhảy phản bóng. Điểm 11 19. 11 19. Tuấn Huy. Tuấn Huy trả lời quá nhẹ nhàng. 20 11. Điểm 20 11. Quả trước đúng không thấy bóng đâu thật thề. Phạt bóng chuyền sang. Điểm cho hòa hợp 12-20. Số 10 cũng thực hiện một lê văn đô nhưng mà không thành công. Lê văn đô nó hay hơn. Đến sau vậy. Sau đó là Bùi Bảo Đô. Điểm 21-12. 21-12. Bảo anh em ơi, Bùi Bảo Đô. Mèm là Bùi Bảo Hộ, nhận đô là mèm Bùi Bảo Đô. Được, chào mừng anh ơi, số 10 ra trận. Một tốt, bỏ ngay vì bàn tay. Đinh Văn Trí, có điểm 22-12. Điểm. Chào anh Đầu Bảo Trường nhá. 22-12. Chào anh em ngân hàng chi nhánh Cần Trương. Hòa hợp xin hội ý. Lần giải đấu thứ này 2 trong trận đấu thứ tư và hội quyền hội ý. Ngân hàng thì hơi quy định. Đúng rồi, Bùi Bảo Đô, em của Bùi Bảo Hộ, chính xác. 10 điểm cho Phú Rock. Trong góc 10 điểm. Thư vị chịu đổ. Để hôm nào bảo anh em vô lương kêu Bùi Bảo Đô về đánh anh em. Để chúc mấy ông bầu ở Đô Lương tới kêu Bùi Bảo Đô về đánh. 22-12 rồi quý vị. Điểm 23-12. Thanh Tùng Nguyễn có thể inbox số Zalo nhá, mẹ trẻ nói chuyện. Câu trả lời. Còn con. Bùi Bảo Đô vừa phòng thủ. Thanh Tuấn bắt được một quá hay. Nguyễn Vũ tuyệt vời. Thành công tốt, đổi điểm nữa rồi. 23-23. Về đánh cho Adibank thì đẳng cấp luôn anh Trường ơi. Bùi Bảo Đô. 23-23. Anh em nhà bảo hộ chứ. Tốt của Evandro. Câu trả lời không thành công. Vẫn chỉ để chạm lưới. À xin lỗi, hòa hợp để chạm lưới. Điểm cho Cộng Hòa. 24-13. Và như vậy là điểm mất bài cho Bùi Bảo Đô rồi. Bùi Bảo Đô đang đứng trước tôi. Dành thắng lời chung cuộc 3-1 để nhường sân tên. Xong trận này là giữa trận Hòa Tiến và Trung Hòa. Anh em nha, bên sẻ lại trận Trung Hòa gặp Hòa Tiến sau trận đấu này. Câu trả lời Nguyễn Vũ. Trong sân. Trong sân. Điểm cho hợp 14-24. Bây giờ mình sẽ không về được không ạ? Đánh bóng ra ngoài. Duy trì. Điểm 15-24. 15-24.
kết thúc tỷ số chung cuộc. Đông Hóa giành phần thắng với tỷ số là 3-1. Xin chúc mừng đội Đông Hóa đã giành chiến thắng đầu tiên. Cảm ơn các bạn đã theo dõi live và chia sẻ, và mình hẹn gặp lại các bạn trận đấu tiếp theo giữa Hòa Tiến và Trung Hóa. Rồi và mình xin tạm biệt tại đây. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong ít phút nữa.